Luật sư trường hợp vì lý do sức khỏe được đưa tòa phiên tòa cho phép mời đi hỏi trả lời phát biểu. Hành vi cản trở hoạt động tố tụng phạt tiền từ 1 đến 10 triệu đồng. Cho phép rời phòng xử có lý do chính đáng. Đang có mặt bà Nguyễn Trần Trà My có mặt, bà Trần Thị Hoàng Thị Phương, luật sư Lê Văn Đình.